Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Hãng Reuters dẫn thông tin từ lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ ngày 22 tháng 6 xác nhận tàu ngầm Titan, tàu mất tích khi tham quan xác tàu Titanic đã phát nổ, khiến cả 5 người trên tàu thiệt mạng. 5 người trên tàu gồm giám đốc điều hành và người sáng lập Ocean Gate Expeditions, ông Stetton Rust, tỷ phú người Anh Hamish Hardin, thợ lặn nổi tiếng người Pháp Paul-Henri Nagellet và doanh nhân người Pakistan, ông Shahzada Dawood cùng cậu con trai Suleiman Dawood, 19 tuổi. Một số mảnh vỡ của tàu Titan được phát hiện ở độ sâu gần 4 km, không xa xác tàu Titanic. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa tìm thấy dấu vết thi thể các nạn nhân. Theo quan chức lực lượng tuần duyên Mỹ, vẫn chưa thể chắc chắn có vớt được thi thể các nạn nhân hay không. Hôm 23 tháng 6, khi được hỏi về triển vọng việc vớt thi thể các nạn nhân, chuẩn đô đốc John Mauger cho biết, tôi không có câu trả lời vào lúc này. Ông nhấn mạnh việc tìm kiếm diễn ra trong môi trường cực kỳ khắc nghiệt với áp suất cực lớn. Đài CNN dẫn lời bà Aileen Marty, chuyên gia y học thảm họa tại Đại học Quốc tế Florida, cho rằng vụ nổ khiến việc vớt các thi thể là điều không thể. Hầu như không còn gì sau vụ nổ, lực lượng cứu hộ dường như không thể tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến mô người, bà nói. Tờ New York Post nhận định cơ hội vớt được thi thể của 5 nạn nhân là vô cùng nhỏ. Tờ báo dẫn lời ông Upfer Ketter, một chuyên gia lặn lâu năm, cho rằng lực của vụ nổ đã biến các bộ phận của con tàu thành cát bụi. Con tàu đã nổ tung và biến thành cát bụi. Những bộ phận được làm bằng titan và các loại thép khác đã tìm thấy sau vụ nổ. Và đó là những gì đã được tìm thấy, ông nói. Thảm kịch này dường như đã được báo trước đó, khi trong một hành trình khám phá Titanic dưới đáy đại dương, tàu Titan đã mất liên lạc chỉ sau chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Trong tàu lúc này có 5 người, bao gồm tỷ phú người Anh Hamish Hardin, người sáng lập Ocean Gate Stetton Rust, chuyên gia hàng hải người Pháp Paul-Henri Nagellet, doanh nhân Pakistan Shahzada Dawood và con trai. Quá trình lặn của tàu ngầm Titan bắt đầu vào lúc 4 giờ ngày 19 tháng 6 giờ địa phương. Sau đó, con tàu mất liên lạc với tàu mẹ Polaris và được xác định là cách bờ biển của bán đảo Cape Cod khoảng 1.450 km. 8 tiếng kể từ khi Titan mất liên lạc, lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ mới nhận được báo cáo mất tích. Sự chậm trễ khiến quá trình tìm kiếm gặp nhiều thách thức. Lực lượng tuần duyên Mỹ sau đó đã điều 2 máy bay tham gia chiến dịch tìm kiếm trên mặt biển. Các tàu lặn công nghệ cao cùng máy bay trang bị hệ thống định vị sóng âm cũng được điều phối để tìm kiếm dưới lòng biển. Tuy nhiên, lực lượng đã đưa ra kết luận tàu lặn này nổ tung một cách thảm khốc, chấm dứt mọi hy vọng cứu hộ. Câu chuyện tàu Titan mất tích khi chở khách du lịch tham quan xác tàu Titanic khiến cả thế giới quan tâm. Đằng sau những chuyến du lịch mạo hiểm này luôn có những bí mật chỉ người trong cuộc mới biết. Mike Breese, nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ, đã có 3 chuyến thám hiểm với công ty Ocean Gate, chuyên cung cấp những tour du lịch tham quan xác tàu Titanic hé lộ. Ở độ sâu của Đại Tây Dương, chúng tôi hoàn toàn bị cô lập và hầu như luôn mất liên lạc với bên ngoài. Và năm ngoái, chính ông đã lặn trên chiếc tàu Titan mất tích vào ngày 19 tháng 6 trong quá trình tham quan xác tàu Titanic. Theo ông, mọi người đều nhận thức rõ về những nguy hiểm liên quan khi tham gia du lịch thăm xác tàu Titanic. Ông chia sẻ, bạn phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi lặn xuống, và cái chết được nhắc đến 3 lần ở trang 1. Đây không phải là một kỳ nghỉ dưỡng, nó luôn tiềm ẩn những nguy hiểm. Một khi chúng tôi xuống vị trí xác tàu Titanic, độ sâu khoảng 3.800m, mọi thiết bị, chỉ đường, hệ thống định vị, la bàn hầu như không còn tác dụng gì. Đoàn tham quan trên tàu lặn loay hoay một cách mù quáng, dù biết rằng xác tàu Titanic ở đâu đó ngoài kia, Mike Brace nhớ lại. Nhưng trời tối đến mức, ngay cả xác tàu Titanic chỉ cách vị trí tàu lặn 500m thì chúng tôi đã phải mất 90 phút để tìm kiếm nó. Chris Parry, cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh, đã đưa ra giả thuyết về một tai nạn không mong muốn khi tàu lặn Titan vướng vào đống đổ nát của xác con tàu Titanic dưới đáy đại dương. Chris Parry nêu quan điểm, nếu bị vướng vào đống đổ nát, tàu thực sự có thể đã gặp sự cố thảm khốc. Vào năm 2010, các nhà thám hiểm đã tìm thấy một loại vi khuẩn bí ẩn trong những lớp bụi dày của xác tàu Titanic. Họ đặt tên loại vi khuẩn này là Halomonas titanicae và cho rằng chúng có thể ăn sạch những phần còn lại của con tàu Titanic hoặc biến đây trở thành khu vực rất nguy hiểm với những chi tiết của tàu có thể đổ sập xuống bất kỳ lúc nào.
Cựu sĩ quan Hải quân Hoàng gia Anh cho rằng, nếu tàu lặn gặp nạn ở gần con tàu Titanic, hoạt động cứu hộ sẽ vô cùng khó khăn do mặt đáy của vùng biển rất nhấp nhô và bản thân tàu Titanic cũng nằm trong một rãnh sâu. Ngoài ra, những mảnh vỡ trong khu vực có thể gây cản trở cho việc dò ra vị trí phát hiện tàu dựa trên sóng sonar. John Mauger, chuẩn đô đốc Mỹ, người giám sát chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ cũng thừa nhận, vùng biển nơi tàu Titanic gặp nạn là một khu vực hẻo lánh, khiến cho việc tìm kiếm, cứu hộ là thực sự khó khăn. Chuẩn đô đốc lực lượng tuần duyên Mỹ John Mauger nói trong buổi họp báo vào chiều 22 tháng 6 cho biết, một tàu lặn chở theo 5 người trên chuyến đi xuống chỗ xác tàu Titanic đã chịu một vụ nổ thảm khốc. Ông Mauger cho biết, một phương tiện điều khiển từ xa đã tìm thấy những mảnh vụn từ tàu ngầm Titan của công ty Ocean Gate, chính xác hơn là tàu lặn, nhưng hiện vẫn được nhiều trang tin lớn như Marca, USA Today, Variety gọi chung là tàu ngầm. Những mảnh này được cho là từ cái ống xả của tàu Titan. Vị trí tìm thấy là khoảng gần 490 mét tính từ xác tàu Titanic. Ngoài ra, đội ngũ tìm kiếm còn thấy có vài mảnh vỡ khác được cho là cũng thuộc về Titan. Con tàu mất tích khiến cả thế giới quan tâm trong những ngày gần đây. Ông Mauger khẳng định việc tìm kiếm vẫn tiếp tục để thu thập thông tin. Theo các thông tin cập nhật, thì dưới đáy biển có hai đống mảnh vụn ở khu vực quanh đầu tàu Titanic. Những vật thể được phát hiện bao gồm 5 mảnh vỡ khác nhau bằng vật liệu giống với vật liệu làm tàu Titan, chuyên gia Paul Hankin nói trong buổi họp báo. Trong 5 mảnh vỡ đó có một mảnh vỡ ở gần mũi nhọn của tàu Titan và một mảnh vỡ của vỏ tàu chịu lực. Với việc tàu Titan đã nổ tung thành những mảnh vỡ nhỏ dưới đáy biển như vậy, thì gần như chắc chắn là thi thể của 5 hành khách sẽ không bao giờ được tìm thấy và đưa về đất liền, theo trang New York Post. Chuyên gia Hankin nói hiện vẫn chưa thể vẽ được sơ đồ toàn bộ khu vực có những mảnh vỡ và họ sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc này. Nhưng hiện tại có thể kết luận rằng, giờ đây, bên cạnh xác con tàu Titanic nổi tiếng là những gì còn lại của một con tàu khác. Tàu Titan là một con tàu lặn dài khoảng 6 mét và nặng 9 tấn. Nó phụ thuộc vào một con tàu hỗ trợ để vận chuyển nó đến một địa điểm trước khi lặn. Nó không giống như những chiếc tàu ngầm có thể ra vào các cảng bằng sức mạnh của chính nó. Con tàu này sử dụng hệ thống két nước để có thể lặn xuống và nổi lên kết hợp với 4 động cơ đẩy chạy điện, giúp nó có thể nổi lơ lửng để di chuyển dưới đáy biển. Theo tính vật lý của nước, đặc biệt ở độ sâu lớn như trong khu vực tham quan xác tàu Titanic, các công nghệ con người thường được sử dụng trên đất liền và thậm chí trong không gian như hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh hay định vị GPS sẽ không hoạt động. Tàu Titan giao tiếp với tàu hỗ trợ bằng cách sử dụng các hệ thống âm thanh gửi ping qua lại để cung cấp vị trí. Vì vậy, việc giao tiếp sẽ rất hạn chế từ tàu Titan đến tàu hỗ trợ nếu tàu lặn nằm trong phạm vi không phù hợp. Cụ thể quá trình giao tiếp sẽ bị gián đoạn trong trường hợp Titan không ở vị trí thẳng đứng hoặc hướng vào xác tàu Titanic dưới đáy biển. Trong trường hợp tàu Titan ở dưới đáy đại dương, công việc giải cứu sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giải đáp đầu tiên là đội giải cứu phải sử dụng một con tàu khác có thể di chuyển đến độ sâu xung quanh xác tàu Titanic và trên thế giới có rất ít con tàu có thể làm được điều này. Nhưng ngay cả khi có một chiếc tàu ngầm có khả năng di chuyển đến khu vực này, nó cũng không có cách nào để chuyển hành khách từ Titan sang tàu ngầm cứu hộ bởi vì tàu lặn Titan không có cửa sập. Bên cạnh đó, áp suất dưới môi trường nước xác tàu Titanic là rất lớn. Tàu Titan có cấu trúc thân vỏ tổng hợp từ sợi carbon và Titan, nên nó có thể chịu được áp lực cực lớn trong môi trường. Nhưng Titan là con tàu kính, khiến hành khách không thể mở cửa ra từ bên trong và vào từ bên ngoài, theo đúng nghĩa đen. Chính vì thế, giải pháp khả thi chính là đưa một tàu lặn xuống để có thể bảo vệ tàu Titan và đưa nó lên mặt biển. Vụ mất tích tàu Titan đã khiến nhiều người nhớ lại thảm họa hàng hải Kursk năm 2000. Khi đó, một quả ngư lôi trên tàu ngầm hải quân Nga phát nổ đã giết chết nhiều thủy thủ đoàn ở độ sâu 106 mét so với mực nước biển. Hay như vào năm 1973, thủy thủ đoàn của tàu ngầm Song Ngư 3 đã bị mắc kẹt ngoài khơi Ireland trong 76 giờ. Nó đã qua được tàu ngầm khác giải cứu khi lượng oxy cung cấp cho thủy thủ đoàn chỉ còn 12 phút. Nhưng cuộc giải cứu đó chỉ ở độ sâu vừa phải, trong khi tàu lặn Titan trong trường hợp không may gặp sự cố ở vị trí xác tàu Titanic có độ sâu lên tới 3.800 mét và áp lực nước ở đây là vô cùng lớn.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!